các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Các trợ phương theo phương pháp thực dưỡng. 11. Thú độc cắn. Dùng dây cột phần trên chỗ bị cắn để nọc độc không theo máu chảy về tim. Sau đó lấy bông gòn nhúng vô nước tương tamari đắp lên chỗ bị cắn. Và lấy 2 lồng đỏ trứng gà có trống khuấy đều với 2 muỗng canh nước tương tamari và uống. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.